This is not good. A la three pizza bang. Nè, nè, đợi tôi bắt ra. À, đứng đây học làm pizza đây nè. Tita hôm ăn dưa pizza. Hành ốp nó em pizzeria vậy Việt Nam. Việt Nam. From Việt Nam? Dạ, đây from Việt Nam. Welcome. Cái dĩa nào? Cái nhỏ được rồi. Rồi, pizza tới rồi mọi người ơi. Đó, cái này là cái món vừa có tôm. Chưa, từ từ. Vừa có sữa tiếng Việt các bạn vừa rồi này. Chấm chét. Mở dĩa lên đi xéo xéo vậy nè cho nó mà nó. Rồi, món này là món pizza thịt. Để cái pizza vô pizza với hai loại thịt. Thịt heo với thịt bò. Rồi ba đứa nè. Với tôm. Rồi mọi người cắt ăn đi mọi người. Trời lên. Rồi mà cả nhà cùng tụi em ăn pizza nha. Dạ. Yeah. Mama lấy mấy cái dĩa nhặt đó, đưa cái xin cái đi. Để mình salad đó. Nè, đây có mấy bức tranh. Đó, tỉnh của JÖNKÖPING tỉnh của em nha, nó như vậy nè. Đây một bớt. Bớt. Cái nhà thờ bữa nay em quay nè. Cái thịt này làm trái trái này. Thịt của làm cái thịt này. Ngon cho thịt. Không cho thịt. Cái thịt không có giòn. Ngon. Cái thịt không có giòn. Ngon. Cái thịt không có giòn. Ngon. Đây ngon. Giòn. Cái món pizza là cái món nó thiệt ở JÖNKÖPING ấy ở. Thụy Điển người ta ăn nhiều lắm. Đó, cái mùi mũi nha, kìa bỏ nghi ăn không coi. Ai cũng ăn nè, cho chú Cường quay ăn nè, đã không? Mời cả nhà ăn nha. Mũi cháo áo lên con, dính áo rồi. Ngon quá mọi người ơi. Cái món pizza là cái ngày Tết, cái ngày đầu năm Tết là thì là ăn nhiều nhất luôn á. Ngon quá. Ngon ha, không mặn luôn. Ngon, không mặn quá. Rồi, bye bye mọi người nha. Hẹn video tiếp theo. Bye bye. Quên ở bên quay sống sống ngủ nữa. Em mày đi chơi mà trời. Em tắm tắm ăn chút ghép vô. Ok. 60 ngủ rồi hả? Không biết ba mọi người hả? Ngủ chút xíu đi ha, để dậy ăn nha. Rồi tụi mình đi.